30 câu nói nhất định phải nhớ suốt đời. 1. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. 2. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 3. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. 4. Bạn có thể nhớ chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi. Cũng đừng quên, nỗi đau và thử thách cũng đều tuân theo quy luật này. 5. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. 6. Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. 7. Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. 8. Đương nhiên không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thất bại đấy thôi. 9. Nhưng cái chính là thất bại rồi đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công, bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào. 10. Mỗi chúng ta là một cá thể, không ai có thể giống ai được nên đừng bắt chước nhau làm gì vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một mớ đồ chơi giống nhau. 11. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. 12. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. 13. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai. 14. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. 15. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. 16. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. 17. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thì thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác, chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không. 18. Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành dưới áp lực. 19. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? 20. Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại. 21. Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên. 22. Khi cuộc đời đẩy bạn ngã xuống, hãy cố hạ cánh bằng lực. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy. 23. Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ. 24. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói. Một khi đã nói ra, nó có thể được tha thứ nhưng không thể nào quên đi. 25. Khi con sóng cuộc đời ập đến và dòng chảy làm thuyền bạn lật, đừng tốn nước mắt cho những điều đã qua, cứ an nhiên thả mình trôi theo sóng. 26. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nhủ bản thân hãy nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp. 27. Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao sáng nhất. 28. Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra. 29. Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác. 30. Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy.